Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có một cái không gian cực kỳ đặc biệt, không được quen mắt cho lắm với những cái video ở trên kênh của mình. Và khách mời đây thì với những người nào xem lâu thì chắc chắn là các bạn đã nhìn thấy một hai lần xuất hiện trên kênh nhỉ? Đúng rồi. Mình còn nhớ những nội dung nào đã xuất hiện trên kênh không? Em nhớ là em xuất hiện trên kênh hai lần. Một lần là vào Island, một lần là quay từ thời Covid. Chúng ta nói về Replica. Một trong những cái brand mà em rất là thích. Đến bây giờ thì Replica vẫn khá là hot đúng không? Đúng rồi. Club này, by the fireplace. Em nhớ được đấy em làm những con gì không? Hồi đấy là anh em mình nói về năm con là ra club này, by the fireplace này, sailing day này, under the lemon tree với cả con at the barbers. Năm con đấy thì bây giờ thì hình như một vài con đã đít rồi. Một vài con đít rồi. Đấy, còn một vài con thì cũng đã bị reform, thay đổi công thức. Mùi không như ngày xưa. Nhưng mà hôm nay thì mình xuất hiện ở trên kênh của mình một cái cương vị khá là khác. Trước đây thì mình cũng là một người chơi, một reviewer và chắc là cũng buôn bán nhỏ lẻ, vui. Nhưng mà không gian mà mình có mặt ở đây ngày hôm nay thì là một cái không gian của mình. Con đẻ, một đứa con tinh thần, kiếm ra tiền. Đứa con rất lớn đấy. Đúng không? Đứa con rất lớn đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái con đẻ của mình có những gì hay ho và thú vị. Ok. Và mình sẽ mang tới những cái gì mới lạ ở đây nhá. Ok, welcome các bạn đến với không gian trải nghiệm Not Sen của mình. Rồi, ok. Rồi, trước khi chúng ta đến với những cái nội dung chi tiết thì mình có lẽ sẽ tìm hiểu qua một chút về cái tên đứa con của mình. Tại sao lại là Not Sen? Not Sen thì cái từ Not, N-O-S đấy là em là một cái từ viết tắt của từ Nostalgia. Thì cái từ nostalgia đấy có nghĩa là hoài niệm và hoài cổ ấy. Nó được định nghĩa là khi mà anh ngửi được một cái mùi hương gì đấy, nó khiến anh bring back lại một kỷ niệm, một khoảnh khắc hoặc một ai đó trong quá khứ mà nó gắn liền với cái mùi hương đấy. Thì đối với em là cái từ nostalgia là một cái từ nó rất là đẹp dành cho mùi hương. Cho nên là em đặt là, ban đầu em đặt là nostalgia scent. Xong rồi sau cái từ này nó bị dài quá, nó khó nhớ. Thế là em rút ngắn lại thành là Not Sen thôi. Ý nghĩa của nó cũng khá hay. Về cơ bản thì mùi hương cũng khó mà tái tạo được tương lai. Đúng rồi. Mà nó sẽ có cái xu hướng là gợi lại những kỷ niệm. Đúng rồi. Với mỗi người riêng. Chính xác. Và cái không gian này thì em cảm thấy nó sẽ mang truyền tải được cái thông điệp như nào từ em? Thực ra là đối với cả một cái setup, một cái không gian của Not Sen ở đây thì đầu tiên là bọn em đặt nặng cái tính private trước. Là khách hàng đến đây sẽ có một cái không gian trải nghiệm nó đúng nghĩa. Và cái thứ hai nữa là em cũng mong muốn được là khi mà họ đã đến đây lần đầu tiên ấy, thì cái mùi hương của cái không gian và những cái mùi hương mà họ đã thử trong cái ngày hôm đấy ấy, nó sẽ chính là cái một cái kỷ niệm mà để sau này khi mà họ chẳng may họ bắt gặp một cái mùi hương nào đấy mà họ nhớ đến em thì nói chung là nó sẽ là một cái gì đó nó rất là đặc biệt, khác biệt so với những bên khác đó. Thế thì sự khác biệt đấy ngoài cái vấn đề là cái câu chuyện mình truyền tải vào thì nó có khác gì ở sản phẩm mình có? Thực ra thì bên nó cũng khác rất nhiều, tại vì bên em thì định vị là bọn em là một bên không gian trải nghiệm nước hoa và sẽ tập trung sâu vào những cái brand nước hoa niche và những cái brand nước hoa nó hơi thiên về kiểu như là artisan một tí. Thì bản chất là từ cái cách mà em chọn các cái thương hiệu em mang về đây nó cũng đã làm phần nào đấy nó tạo ra cái sự khác biệt của Not Sen so với cả các đơn vị khác ở bên ngoài thị trường rồi. Như anh thấy thì là còn ngoài nước hoa ra thì còn khá là nhiều những cái dạng sản phẩm khác liên quan đến mùi. Chính xác rồi. Đúng không? Vâng. Thì là còn có những gì hay ho và thú vị ở Not Sen? Theo tôn chỉ của em ấy, em có một cái slogan cho Not Sen đấy là you got your lifestyle, we make it sensational. Có nghĩa là bạn có một cái phong cách sống của bạn đúng không? Và khi bạn đến với Not Sen, chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm mà gọi là tăng cái giá trị của cái lifestyle của bạn lên hơn. Thì ngoài câu chuyện là mùi hương cho cơ thể thì bọn em còn có một cái dòng sản phẩm nữa là mùi hương cho không gian. Thì mùi hương cho không gian ở đây thì bọn em hiện tại đang focus vào hai sản phẩm chính là đá thơm của Madeleine và cái thứ hai là giấy thơm thanh tịnh không gian của thương hiệu Papier Damiani. Nói qua một chút về Madeleine thì ngày xưa tôi cũng có làm review một vài video về Madeleine rồi. Đúng đây rồi. Là một cái thương hiệu khá là hay, đặc biệt là có cái bộ đá của Madeleine để các bạn có thể vừa cái mang tính trưng bày. Đúng rồi. Và cũng có thể mang cho mình một cái không gian nó thơm tho và không nhất thiết là phải dùng đến nếm. Chính xác. Mặc dù là Madeleine cũng có nếm. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy cái mô hình chơi đá cũng là một cái khá là thú vị. Không hiểu là tệp khách đấy của mình thì thấy thế nào. Thực ra là nói thật lòng là cái sản phẩm đá thơm bên em là một trong những cái sản phẩm mà nó là sản phẩm nó định hình ra thương hiệu của em từ những cái ngày đầu luôn ấy. Là một bên mà chuyên mang về những cái hay, những cái mới. Và trộm vía là khách hàng của bên em rất là đón nhận. Cho nên là người ta rất thích cái sản phẩm đó.
Và đến tận bây giờ thì người ta vẫn dùng và vẫn quay lại để mua thêm tinh dầu để tiếp tục dùng. Đó. Và bây giờ thì nhắc đến đá thơm thì em nghĩ là họ cũng phần nào họ sẽ nghĩ đến bên em. Phần nào nghĩ đến nó xem. Anh tò mò một tí là tại vì anh chưa được thử cái đá kia. Vâng. Thì cái đá kia đấy thì cái thời hạn sử dụng một cái đá đấy nó rơi vào khoảng tầm bao lâu? Thành thực mà nói thì cái đá đấy nó sẽ sử dụng được khá là lâu. Vĩnh viễn thì em không dám chắc, nhưng mà em chắc chắn cái đơn vị nó phải tính là từ 5 năm trở lên. Nếu như mà anh bảo quản tốt. Bởi vì cái đá này thì anh chỉ cần nhỏ tinh dầu vào đá thôi. Sau đó là cái đá nó sẽ hấp thụ tinh dầu và nó tỏa hương ra. Vậy thì anh sẽ dùng được mãi mãi cái hũ và cái đá. Còn bao giờ anh dùng hết tinh dầu thì anh chỉ cần mua thêm tinh dầu và anh tiếp tục anh tái sử dụng. Mỗi một lần nhỏ thế thì mình sẽ nhỏ khoảng tầm bao nhiêu giọt là hợp lý? Mình sẽ chỉ cần nhỏ khoảng dao động từ 8 cho đến 15 giọt tùy từng cái kích thước hũ đá thôi. Như vậy thôi đã là rất là đủ rồi. Cái này khá là hay, tại vì tôi cũng rất là tò mò về kiểu đá thơm, vì nó mang cái tính kiểu trưng bày, đặc biệt là bạn nào mà chơi theo cái hơi hướng kiểu Gothic nhỉ. Đúng rồi. Thì style khá là hợp khác một tí. Gothic một tí nó sẽ rất là đại khái là chúng ta sẽ có một cái sự liên kết khá là chặt chẽ giữa mùi hương cùng với phong cách sống. Chính xác. Và kể cả phong cách ăn mặc. Đúng rồi. Nói phong cách ăn mặc mới xem video của Kiến Phạm. Nên là tôi phải tranh thủ ngay đó. Tranh thủ hiệu ứng của Kiến Phạm để tôi mời Minh lên số video lần này. Đúng rồi. Thì đây là một cái khá là lạ khi mà các bên cửa hàng nước hoa người ta chọn những cái nội dung, những cái tuyến nội dung để làm ấy. Thì là người ta sẽ thường có xu hướng là người ta đi làm một mình. Vâng. Hoặc là người ta sẽ collab với những người ở trong lĩnh vực liên quan đến nước hoa. Vâng. Nhưng mà tại sao em lại chọn bạn Kiên Phạm? Thực ra em chọn Kiên thì với hai lý do chính. Thứ nhất là đầu tiên là liên quan đến cái định vị thương hiệu của Nosen. Bản chất bên em thì bán nước hoa, nhưng bọn em luôn luôn muốn là ở đây không phải là bán nước hoa mà bọn tôi bán một cái lifestyle cho khách hàng. Mà đã nhắc đến lifestyle thì nó không chỉ bó buộc vào một sản phẩm, nó sẽ là một cái hệ thống sản phẩm, nó chạy vòng quanh nhau, đúng không? Từ hoa có từ thời trang đến mùi hương cho đến phụ kiện cho đến mọi thứ, giày dép, quần áo, kính kiếp các thứ. Cho nên là khi mà em nghĩ là đối với cả những cái bạn mạnh về thời trang như kiểu bạn kia ấy, thì nó sẽ rất phù hợp với cả cái thông điệp mà bên em muốn truyền tải đến, là không nhất thiết là phải là một người quá am hiểu về nước hoa mới có thể dùng được nước hoa hay, đúng không? Đôi khi chỉ cần một bạn là người ta có một cái phong cách riêng của họ, người ta có một cái aura, tức là một cái gọi là gì nhỉ? Hào quang. Đúng rồi, một cái thần thái ấy. Đôi khi chỉ cần như thế thôi. Và mình có sẵn cái nội dung thì chỉ cần một mùi hương thôi là nó sẽ rất phù hợp. Cho nên là bạn kia là một trong những bạn mà em lựa chọn để hợp tác cùng. Thế là khi mà anh xem video của Kiên ấy, thì anh có thấy thương hiệu Guti. Vâng. Đây là một cái thương hiệu cũng khá là mới. Khi mà tôi được tiếp cận qua cửa hàng của Minh và qua với Nosen thì thấy rằng là Guti về màu sắc mà bọn tôi đang bày ở trên bàn ở đây, thì về cơ bản tôi thấy khá là hợp với phong cách của Kiên Phạm. Và hôm anh có nói vui vui là cái này mà làm với Kiên Phạm thì hợp lý, thì em bảo là vâng em mời Kiên Phạm. Đúng rồi. Kiểu bằng một cách thần kỳ nào đấy anh cũng follow Kiên Phạm khá là lâu. Anh xem Kiên Phạm từ những ngày Kiên Phạm vẫn còn ở hình như ở bên Nhật. Nhật đúng rồi. Có làm một chút về nước hoa. Đúng rồi. Mình quan tâm và sau đó thì anh rất là đam mê đôi chân của Kiên Phạm. Chân Kiên Phạm hơi bị đẹp luôn. Chân đấy chỉ cần che mặt thôi thì là không biết thế nào một lần cả. Đúng rồi, chuẩn rồi anh ơi. Nhưng mà về cái nội dung bạn ấy mang tới cũng là một cái nội dung khá là cởi mở, hiện đại với các bạn trẻ để có một cái góc nhìn. Chính xác rồi. Bản chất bạn Kiên là một cái bạn mà bạn ấy có một cái nền tảng kiến thức và nội dung về thời trang, về grooming khá là tốt rồi. Cho nên là khi mà đụng đến nước hoa thì nó sẽ không, bạn ấy sẽ không gặp quá nhiều các cái rào cản để bạn ấy lựa chọn cho những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cả cái phong cách của bạn ấy luôn ấy. Đó. Thì anh có một cái đó là bây giờ cái xu hướng nước hoa nó đang bán online khá là nhiều. Vâng. Thì cái việc mà mình đầu tư một cái không gian nó mang cái tính trải nghiệm này cũng như là các thương hiệu mình mang tới, thì em có gặp khó khăn gì không? Thực ra là làm cái người tiên phong cho những cái thứ mới lạ mà không ai biết thì bao giờ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái đấy là cái chia sẻ thực tế. Tại vì là khi mà em mang một cái thương hiệu nó mới toanh về ấy, cái việc khó nhất của những bên phân phối như kiểu em sẽ là câu chuyện là làm thị trường. Làm thế nào để người ta biết được đến nhiều hơn cái thương hiệu đó. Làm thế nào để kể được một cái câu chuyện mà khiến người ta thấy được cái giá trị của cái thương hiệu, thấy giá trị của sản phẩm, để mà họ cảm giác là có cái interested vào với cái sản phẩm. Và cho nên là bởi vì là tính chất sản phẩm của nước hoa, anh cũng biết là các bạn người xem cũng không thể nào mà ngửi được mùi hương qua ống kính, đúng không? Họ vẫn phải có một nơi đến để họ thử. Đối với những cái sản phẩm mà nó đã mainstream rồi thì họ có thể blind buy và những cái review về nó là rất nhiều. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm mới lạ như này thì một cái không gian trải nghiệm thì nó vẫn là một cái đáng để đầu tư. Đó. Cái này thì anh đọc về cái việc phát triển thị trường ở nước ngoài. Vâng. Thì người ta vẫn ưu tiên riêng cái mảng liên quan đến mùi hương, những cái thứ nó vô hình thì người ta vẫn ưu tiên cửa hàng vật lý nhiều hơn. Chính xác. Vâng. Cái việc mà em phát triển theo cái hướng là collab với những bạn về thời trang, họ cũng là một cái rất là hay để
cho người dùng, người ta có thể dễ dàng định hình được mùi hương nó theo phong cách như thế nào. Chính xác ạ. Đúng không? Nhưng mà anh có một cái câu hỏi là tại sao lại là goatee? Đối với em thì thứ nhất là em là một người không dám nhận là ăn mặc đẹp, nhưng mà khá quan tâm đến thời trang. Mà cái vấn đề là em nhận ra là mùi hương ấy, anh sẽ để ý là bây giờ ở trên thị trường có rất nhiều các bên họ lôi những cái thương hiệu nước hoa niche về Việt Nam đúng không? Nhưng mà những cái brand nước hoa niche đấy, em có một cái để ý là đa phần họ sẽ focusing vào cái cách đi mùi này, vào nguyên liệu này, vào độ bám tỏa này. Nhưng mà như em nói từ đầu ấy, bên em với một cái định vị thương hiệu là phong cách sống, nghĩa là một cái mùi hương mà em muốn có một cái tính gì đấy nó straightforward hơn là chỉ là mùi hương. Cho nên em chọn một cái ngách nước hoa, nó là nước hoa fashion forward, có nghĩa là nước hoa mang tính thời trang hóa. Mà trong những cái brand nước hoa mang tính thời trang hóa cao ở trên thế giới bây giờ thì có 3 brand nổi nhất. Đầu tiên là Comme des Garçons, thứ hai là Madeleine và thứ ba là Gucci. Thì hiện tại thì bên em đã là đại lý ủy quyền của Madeleine rồi, và bọn em hướng đến một cái mô hình thương hiệu tiếp theo mà cực kỳ ít người biết đến, đấy là Gucci. Bởi vì bản chất là Gucci ở bên châu Âu ấy, họ đã rất là nổi rồi. Cho nên nhưng mà họ nổi theo cái kiểu là nổi trong cộng đồng người chơi thời trang ở bên đấy đó. Và cái độ khan hiếm nó rất là cao. Cho nên là em muốn mang một cái gì đấy nó rất là mới, để coi như là một cái sự hiếm có ở châu Âu về Việt Nam, để cho mọi người được tiếp cận nhiều hơn những thứ nó hay ho. Cái này thì anh cũng thấy ở trong cái việc mà bên Nó Sen thể hiện cái việc tiếp cận khách hàng ấy. Vâng. Ngoài cái việc là em mang tới một cái không gian trải nghiệm nó cũng đặc biệt nhá. Vâng. Mùi hương nó phải phù hợp với phong cách sống. Vâng. Thì cái mà anh được tiếp cận với Nó Sen nhiều đó là những ảnh ở trên Instagram. Vâng. Đầu tư rất là chất lượng thay vì những cái nền tảng khác. Vâng. Đây cũng là một cái mà chắc là Nó Sen khá tự hào đúng không? Chính xác rồi. Nói chung là bọn em đa phần những, kể cả không những là em, các bạn nhân sự thì đều là những người gọi là dùng Insta nhiều hơn. Insta là nền tảng mạng xã hội mà bọn em dùng nhiều nhất. Mà các bạn người xem mà đã dùng Insta nhiều sẽ hiểu một cái vấn đề là dùng Insta nhiều ấy, chứng tỏ là người ta quan tâm đến cái vấn đề về duy mỹ. Tại vì vốn dĩ Insta là một cái nền tảng mà người ta up video, up ảnh, nhưng mà nó thiên về cái aesthetic ấy, là cái sự đẹp đẽ nhiều hơn. Và em chọn cái nền tảng Instagram là cái nền tảng mà em đánh đầu tiên, bởi vì nó sẽ rất là phù hợp với cả cái thị hiếu về lifestyle, về sản phẩm, về tất cả mọi thứ mà em đang hướng đến. Có một cái đó là sẽ có nhiều người vào đây bắt bẻ một cái câu chuyện, đó chính là về cái vấn đề là lúc đầu là need artisan nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Gucci thì về cơ bản nó không phải xuất thân từ một thương hiệu làm nước hoa. Chính xác. Nó là một thương hiệu thời trang đúng không? Đúng rồi. Nên chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở đây những cái hộp, các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thắt lưng da bọc ở ngoài. Thì nếu như ví dụ những người khách mới người ta đến đây, người ta trải nghiệm, mà khi mà ta nghe nói đây là designer thì có phải là một cái rào cản không? Thực ra là đối với cả bên em thì cái vấn đề đấy nó sẽ chưa bao giờ là rào cản. Tại vì là bọn em luôn luôn nói là bọn em bán nước hoa phong cách sống, bán nước hoa lifestyle. Chỉ là đa phần các cái brand bọn em mang về thì nó là niche hoặc là artisan thôi. Nhưng mà cái mà bọn em bán là phong cách sống thôi. Cho nên là cái định nghĩa của câu chuyện là designer hay là niche hay là artisan đối với em nó không quá quan trọng. Nó chỉ là yếu tố tầm thứ 2, nó chỉ là, thứ 3 đúng không? Đúng rồi. Thế cho nên là mà anh ở trong thị trường lâu, anh cũng hiểu một vấn đề là bây giờ brand mọc lên như nấm đúng không? Và cái câu chuyện là designer hay là niche ấy, thì anh em mình đều cùng một cái quan điểm là chắc là chỉ khoảng mấy năm nữa thôi thì niche với designer nó cũng nhập nhằng hết vào với nhau. Cái ranh giới, cảm giác cái ranh giới giữa designer họ đang tiếp cận niche nhiều hơn, và niche cũng đang muốn đánh cái phân khúc dưới nhiều hơn. Chính xác. Để làm sao mở rộng thị trường trong cái thời buổi kinh tế khó khăn. Chính xác. Đó chính là cái này là anh có một cái video nói với anh Tùng talk show. Đúng rồi, đúng rồi. Bản chất em cũng là một người thiên về cái vấn đề đó, và chúng ta phải hiểu với nhau một điều là dần dần rồi ấy, nước hoa nó sẽ phải có tính ứng dụng cao. Và khi mà đã nói đến câu chuyện về ứng dụng cao, có nghĩa là nó phải có cái tính là mặc và nó sử dụng được cho nhiều mục đích và nhiều dịp đúng không? Cho nên là ngoài câu chuyện là mục đích tính ứng dụng cao thì em sẽ thổi vào đấy thêm một chút được cái tính như là thời trang hóa. Tức là em cố gắng làm sao mà cái hình ảnh bên em ấy, nó cố gắng phần nào nó có thể visualize được, không phải là visualize được mùi hương mà nó visualize được cái vibe, được cái phong cách của cái mùi đó. Bằng cách là bọn em làm những cái media nó rất là tốt. Sau khi anh tìm hiểu về Gucci ấy, ngoài những cái thông tin mà mình gửi anh tìm được trên mạng nữa, thì anh thấy rằng là Gucci thì có mối quan hệ đặc biệt với Santa Novella đúng không? Đúng rồi. Thì mình có thể chia sẻ một chút về Santa Novella. Ok, em sẽ chia sẻ một chút là như thế này. Nó có một cái câu chuyện rất là hay của Gucci mà nó thật là ai phải tìm hiểu thì mới biết cơ. Tức là bản chất là chủ của hãng Gucci tên là Ricardo, thì ông này là một master về chuyên chế tác về trang sức bạc và gia thuộc. Thì có một cái đặc biệt ở bên Ý nhá,
là từ kể cả mô hình rượu vang hay là pha chế nước hoa cũng thế, là họ không phải là sở hữu theo tập đoàn mà họ sở hữu theo cái kiểu là family lunch, tức là kiểu toàn là những kiểu gia đình nó quyền thế một tí ấy, và họ giữ các cái thương hiệu đó. Thì anh ông Ricardo này rất nổi ở trong giới chơi thời trang, và ông ý có mối quan hệ tốt với cả gia đình tên là Alfandari. Thì gia đình Alfandari ngày xưa là gia đình đã sở hữu cái thương hiệu Santa Maria Novella, và họ quen ông ấy từ rất lâu rồi, nhưng mà mãi đến cái năm 2008 ấy là mới chính thức là hợp tác với cả nhau, là ông Ricardo sẽ đưa ra một cái đề bài về mùi hương, và những cái perfumer bên trong Santa Maria Novella sẽ là cái những cái người mà pha ra những cái mùi hương đó. Nói qua một chút Santa Novella thì đây cũng là một cái thương hiệu khá là lâu đời. Rất lâu đời rồi. Nó xuất thân từ một nhà làm thuốc. Chính xác. Sau đó thì theo cái xu hướng phát triển của công nghiệp hóa thì dần người ta làm những cái sản phẩm làm thơm nữa. Đúng rồi. Xà phòng là một trong những cái thế mạnh của Santa. Chính xác. Đấy là một cái mà các bạn có thể tìm thấy cái thương hiệu này ở trên rất nhiều những cái nền tảng khác nhau, với những cái chai thủy tinh và cái dạng hơi kiểu hình tròn tròn. Nó là kiểu hình vuông nhưng mà nó bo tròn bốn góc, góc lại. Và bo tròn bốn góc. Cái phần tem của nó mang những cái tính kiểu classic rất đặc trưng của Ý. Nó rất là châu Âu cổ luôn đấy. Nếu mà nói về kiểu Santa Novella một cái là đa phần những người chơi nước hoa biết. Chắc chắn. Nhưng mà nói về Gotti thì sẽ ít người biết hơn. Rất ít người biết. Đây là đây cũng là cái thông tin mà mình với cả Minh muốn truyền tải tới, nếu như bạn nào còn đang kiểu lăn tăn về Gotti, ai là người làm mùi. Chính xác. Và có một cái nữa rất là hay, đấy là khi mà ông Gotti ông ấy được những cái bên làm hương hỏi là tại sao lại chọn Santa Maria Novella, thì ông ấy nói là phải có một lý do nào đấy, thì tất cả những cái vị khách du lịch khi đến cái vùng Florence của Ý ấy, ông ấy nhìn trên đường là ai cũng phải xách một cái túi của Santa Maria Novella. Đấy là bằng chứng cho câu chuyện là sản phẩm phải như thế nào thì tourist người ta mới như vậy. Đó, đấy là một cái lý do chắc lịch cho câu chuyện là mùi của Gotti là được một bên cực cực kỳ đỉnh về làm mùi, họ đứng ra họ làm rồi. Giống kiểu về Việt Nam là phải ăn phở, bánh mì và đội nón lá đấy. Chính xác. Đấy. Mà sang Ý đã đến vùng Florence là phải đến Santa Maria Novella. Và nếu như bạn nào không biết thì cái vùng Florence đấy thì nó còn hàng năm có một cái giải. Đúng giải rồi. Thưởng không phải, nó là một cái triển lãm đó nghệ thuật nước hoa. Đúng rồi. Thường xuyên tổ chức hàng năm vào khoảng tầm giữa tháng 9. Chính xác. Và như năm nay thì cũng tổ chức lại Florence. Đúng rồi, năm nay cũng làm ở chỗ đấy. Các bạn nào ở bên nước ngoài, bên Ý chẳng hạn thì các bạn có thể đi đến thử đấy và xách thêm cái túi Santa Novella để đúng rồi. Chơi, đúng không? Đúng rồi. Đó là một cái đặc sản rồi đấy. Rồi ok, thì một chút qua về câu chuyện của lịch sử của Gotti cũng như cảm hứng. Nhưng mà đối với em nhìn về phần thiết kế, tại sao em lại chọn Gotti? Nó có hai cái điểm vì sao em chọn Gotti. Thứ nhất là như em nói lúc đầu ấy, là em muốn chọn những cái brand, em muốn là người tạo ra cái trend là nước hoa theo cái xu hướng là fashion forward, là nước hoa phải thời trang hóa. Mà đã nhắc đến thời trang thì chúng ta quan tâm đến cái gì? Chúng ta quan tâm đến cái ngoại hình, thiết kế và cái thiết kế ở bên ngoài. Thì rõ ràng là nhìn một cái hộp như thế này là em đã bị gọi là nhìn phát yêu luôn. Thứ nhất là nó không giống ai. Và cái thứ hai là nó thể hiện đặc trưng cho cái phong cách là Gothic. Đó. Tức là em hay nói vui ấy, là bên Pháp có Madeleine thì Ý có Gotti. Đó. Và cái thứ hai là khi mà em nhìn cái chai là bằng bạc ấy thì rõ ràng nó thể hiện được phần nào cái phong cách của người dùng. Đó. Theo như em Kiên Phạm em có nói ấy, cái chai này nó được phủ bạc ấy, trông nó rất là edgy. Edgy ở đây là theo cái kiểu là nó gọi là gì nhỉ? Nó mạnh dạn, nó khoe được cái style ra ấy. Thì tức là em muốn mang được cái yếu tố đấy vào trong những cái sản phẩm mà em bán. Bây giờ tôi yếu tố thực tế là tôi đã biết là cái thắt lưng này có dùng được không. Thắt lưng này nó dính chặt vào bên trong hộp rồi. Dính chặt vào bên trong hộp cái gì? Nó dính chặt vào bên trong hộp rồi. Tưởng mua nước hoa được thêm thắt lưng để dùng. Nó thấy như cái hộp này về trưng bày ở bàn hơi bị đẹp. Cái hộp này thì trông rất là kiểu ấn tượng. Thực ra cái món quà này mà mang đi tặng ấy, đúng rồi, anh nghĩ là cũng là một cái sản phẩm lựa chọn khá là hay ho về mặt thiết kế. Chính xác. Từ ngày em mang Gotti về thì cũng có một hai khách mua tặng rồi. Nói chung là cũng mà mua tặng ấy, em còn chả cần phải bọc gói, bọc giấy gói quà mà làm gì cơ. Cái hộp này nó đẹp quá rồi. Anh thấy nó hay hơn thay vì bọc tới lại khác gì người mẫu đi mặc chiếc áo dài vào. đúng rồi. Khoe được cơ thể đâu, đúng không? Chính xác rồi. Ok, bây giờ về cái phần thiết kế từng chai nhá. Ở đây thì chúng ta có khoảng tầm bao nhiêu mùi, bộ sưu tập của họ? Bộ sưu tập này của Gotti là bộ sưu tập Center Gotti. Thì chúng ta có 5 mùi là Grey, White, Black, Smoke với cả Earth là 5 mùi. Đó. Đây là phần nó sẽ trắng bạc. Đúng rồi, đây bản chất là chai thủy tinh họ trắng bạc. Nên là các bạn cũng không cần phải lo về vấn đề nó bị bay quá nhiều. Không bị bay đâu. Không bị bay và về phông chữ thì cũng rất là tối giản. Đúng rồi. Những cái thông tin cơ bản nó sẽ được điền hết trên này. Ở dưới đáy thì tôi cũng nhìn thấy
về số mil cũng như cách bảo quản, thời gian bảo quản là bao nhiêu. Ngoài ra không có thêm một cái thông tin gì cả. Đúng rồi. Thực ra em thấy Goti ông ấy còn khá là tinh tế ở một cái chỗ nhá, là ông ấy biết là chai của ông ấy vì mạ bạc cho nên nó dễ bị dính vân tay ấy. Cho nên là trong mỗi một cái hộp ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn một cái khăn để người ta lau được cái vết vân tay đi. Rất là hay. Hay. Tí sẽ mở ra cho mọi người xem. Ok, tí nữa tôi sẽ quay một đoạn để chám cho editor quay vào. Ok. Cái cách đặt tên năm mùi này thì có gì hay ho và thú vị không? Thực ra là cách đặt tên ông ấy đặt tên theo màu sắc. Thế nhưng mà tuy nhiên là sẽ có một cái nó không liên quan đến màu sắc là con earth, earth là đất. Thì nó không phải là màu sắc, thì thực ra là em cũng không hiểu rõ vì sao ông ấy tự lòi ra cái con earth là tên nó không theo concept của bốn con còn lại. Và khi em có hỏi trực tiếp Ricardo thì ông ấy cũng bảo là thực ra ông ấy hứng lên thì ông đặt thôi. Tại vì người làm nghệ thuật mà, nhiều cái nó là hứng. Liệu mình có thể blind buy theo tên không? Nếu mà blind buy theo tên ấy thì em nói thật là sẽ khá là khó để blind buy theo tên. Em nói đúng, chính xác luôn. White dễ ngửi không? Trắng mà. White chắc chắn là dễ ngửi, nhưng mà ý em là ví dụ gặp những cái mùi như kiểu là black hay là smoke hay là gray. Gray rất là khó để hình dung mùi màu xám là mùi gì. Nó khó, ta mùi nào mình dễ hiểu thì sẽ blind buy được. Còn mình chuyển nó thành dạng hương chẳng hạn. Ví dụ nhá, như những nhà knit và nhà designer ấy, họ luôn luôn có một cái cách đặc biệt để có thể thể hiện được và làm cho người tiêu dùng người ta có thể ví dụ với những tông màu blue đúng không? Là em sẽ nhìn thấy là chủ yếu là vai màu xanh nước biển. Đúng rồi. Tân thật gần như đấy là một mặc định trong ngành nước hoa. Blue là sẽ màu xanh nước biển. Đó, những cái tông mùi nó xanh mát thì thường nó đi với màu xanh lá cây. Đúng rồi. Hoặc là những cái tông màu tối thì người ta sẽ lựa chọn những cái thứ cách đặt tên hoặc là cái tên của chai nước hoặc là màu của chai nước hoa. Đó. Nhưng hôm trước thì anh có thử là anh thích con gray. Gray đúng không? Anh rất thích con gray. Vì cơ bản là cái tên của nó cũng tức là màu gray xám. Cũng là một cái màu khá là dễ mặc. Đúng rồi. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng là gray thì trong nước hoa tôi nghĩ tới một cái sự sạch sẽ. Nên là con đấy cũng là một con xạ mà khi tôi thử tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm video sớm, tại vì đấy là một con cực kỳ hay và rất cực kỳ đấy. dễ xài. Như em nói mà tính ứng dụng phải có. Đấy, nhưng mà phải luôn luôn có một cái gì đấy nó mới và nó lạ một tí. Đấy, thì đấy là cái style phía bên em ấy. Pick mùi là phải thế. Thế thì cho anh hai cái tên, một cái tên mang cái iconic của Goti và một cái tên mà em nghĩ rằng là mọi người sẽ dễ xài nhất. Thế cho phép em lên 3 đi. Nó phải là 3 nhỉ. Ok, đầu tiên là iconic của Goti. Chính là Smoke. Smoke chính là best seller của Goti trên toàn châu Âu. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng mà khi mà về thị trường Việt Nam ấy, em nghĩ ấy, Gray sẽ là cái Gray với cả Earth sẽ là hai mùi hương mà cực kỳ dễ dùng, tính ứng dụng cao và luôn tạo ra được một cái năng lượng, một cái vibing nó rất là lạ và nó rất là chảnh chảnh một tí. Đó, đặc biệt là Gray nó sẽ chảnh chó hơn một tí. Còn đối với Earth nó sẽ là một con mùi blind buy cực kỳ an toàn luôn, cực kỳ an toàn vì nó là cái tông mùi gọi nghe là... đến Earth thì lại có vẻ hơi rén nhá. Nghe mùi đất đúng không? Nghe đến mùi đất thì tự nhiên nhiều ông lại kiểu rén rén. Đặc biệt là mấy ông trẻ chưa kiểu nghĩ đến việc là mình sẽ nằm xuống đất. Đúng rồi. Làm kiểu mình hít mùi đất. Chính xác. Cái này cái con ớt thì tôi cũng chưa thử kỹ. Nên là tôi sau khi mà video này lên sóng thì tôi sẽ lấy về và tôi làm review sau. Nếu như các bạn thực sự quan tâm thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Những cái mùi các bạn tò mò nhưng mà có đúng con gray thì tôi bảo các bạn là các bạn mua một đập ăn quan. Chắc chắn luôn, con đấy hợp lý à? Con đấy các bạn, thực ra nhá, anh thấy là Goti nó có một cái đó chính là cái việc Goti cảm giác nó nghiêng nam nhiều hơn. Nó sẽ hơi thiên nam một tí đấy. Tại vì là dù gì theo cái trường phái Gothic nhá thì cái các bạn nữ nó cũng không được theo cái hơi hướng mềm mại. Đúng rồi. Nó sẽ phải có cái gì đấy nó hơi rắn một tí. Và bản chất trong năm mùi này chỉ có mỗi mùi White là mùi nghiêng hẳn cho nữ thôi. Nó cũng ngọt, kiểu nó ngọt ngào hẳn. Đó. Nhưng mà tuy nhiên là cái nhận định của anh kia nó cũng khá là đúng thôi. Tại vì cái người mà làm ra concept mùi, ông ấy là người làm nghệ thuật, ông ấy làm thứ liên quan đến rất là những cái thứ nó rất là rắn giỏi, bạc từ da thuộc. Anh xem lắc tay của ông ấy trông cũng rất là đặc biệt luôn. Trông rất là mồ luôn. Cho nên là mùi hương của Goti đấy, nó sẽ mang cái màu là nó sẽ phải đả bù bù anh ạ. Đó, nhưng mà phần nào đấy như em nói rồi, em chọn mùi rất kỹ ở cái câu chuyện là tính ứng dụng. Cho nên mùi nào cũng có cái tính ứng dụng riêng của nó. Mà Goti nhá, nó có một cái em cực kỳ ưng, mà một cái mà em cho rằng là điểm nổi trội mà những người khác lại cho rằng đấy là điểm yếu luôn. Đấy là mọi người cho rằng là Goti có cái phần opening bị nhanh quá. Nhưng đối với em nhá, là một người đã bán hàng cho phải vài nghìn khách rồi, em hiểu cái tâm lý của khách hàng khi mà họ không hiểu rõ là cái dung môi pha nước hoa là cồn ấy, thì lúc mới xịt mà mình không chờ mình ngửi luôn thì cồn nó sộc và thì nó sẽ rất là bị chuẩn ấy. Đó cũng là một cái hay và đó cũng là một trong những cái xu hướng chuyển dịch của nước hoa khi bây giờ người ta đang sử dụng những cái chất đặc biệt khác.
đúng Dior rồi. Đúng rồi. Jador họ có một cái sản phẩm màu trắng riêng không có, sử dụng cồn. Em nhớ rồi, chính xác rồi. Đó. Các thương hiệu khác cũng bắt đầu dần dần, đấy là sự phát triển của khoa học. Chính xác. Đó, khi mà người ta tìm ra những cái chất khác mà có thể bảo quản được không, nó bảo vệ cho mùi hương lâu hơn ở trên da. Chính xác. Mà nó không bị cảm giác nồng cồn thì dần dần mọi thứ sẽ chuyển biến. Đúng rồi, đúng rồi. Và tại vì khi mà sử dụng cồn, tại vì một phần là vì nó giá rẻ và nó tỏa tốt, nhưng mà đúng bây rồi. Giờ có một chất khác tốt hơn thì dần dần anh nghĩ là cồn nó cũng sẽ bị thay thế thôi. Chính xác. Em cũng nghĩ thế. Và bản chất là cái hay của Goti ấy là kể cả những cái mùi nó có những cái nốt hương nặng như là smoke nó là cái nhang khói ấy, hay là black nó là patchouli ấy, thì Goti cái phần opening của nó trôi rất nhanh, tức là một phát nó đâm thẳng vào cái hurt của mùi luôn, đâm thẳng vào cái middle note luôn, cho nên là anh không bị cái cảm giác là phải chịu đựng cái opening để đến được những cái hay nhất. Tức là xịt anh chỉ cần chờ khoảng 1 phút thôi là cái gì hay của mùi nó đến luôn, là anh không cần phải mất thời gian chờ. Anh nghĩ đây cũng sẽ là một cái mà sẽ có người chơi nước hoa, người ta sẽ thấy Goti có phần hơi nhàm chán. Chính xác rồi. Nhưng mà có vẻ như đây cũng không phải là phong cách mà nó sen hướng tới. Em chưa bao giờ hướng đến. Vì những người chơi nước hoa ấy, người ta sẽ có những cái thứ yêu cầu nó mang tính cá nhân hóa cực kỳ cao. Và nó sẽ rất là khắt khe. Cảm giác có những người ta sẽ kiểu thích đơn điệu. Đúng không? Thì ok, Goti có thể là một cái trải nghiệm mới, thú vị, nhưng mà với những người mà chơi lâu người ta yêu cầu cái sự cầu kỳ nhiều hơn. Đúng rồi. Thì anh nghĩ rằng là Goti cũng sẽ không phải là tệp khách mà bên Nosen muốn hướng tới, đúng không? Đúng rồi, tức là những cái mà em hiểu là trên thị trường sẽ luôn có một cái tệp khách hàng là họ đã có cái trải nghiệm với mùi hương khá nhiều. Thực ra với anh em mình cũng thế thôi. Thì đúng rồi, anh em mình ngày xưa cũng thế. Nhưng mà bây giờ đến câu chuyện là trên góc độ kinh doanh. Trên góc độ kinh doanh ấy thì mình vẫn phải tìm được ra một cái điểm trung hòa nhất định giữa tất cả mọi yếu tố với nhau. Nhưng mà nói thế thôi nhá. Nhưng mà khi mà những cái người chơi lâu lâu mà em cho thử ấy thì họ rất thích black và smoke ấy. Tại vì đây là hai con hardcore nhất của line. Đó. Những cái người chơi lâu thì người ta thích cái kiểu nó phải hardcore một tí. Vẫn sẽ có những sản phẩm gọi là đáp ứng đủ. Đáp ứng đủ rồi, chỉ là nó không kịch trần thôi. Nhưng mà ví dụ trên một thang 10 thì black và smoke nó đáp ứng độ hardcore phải lên đến tầm 7.5 đến 8. Nó không phấp phới được, nhưng mà nó cũng phải qua bay ngoan qua mức độ chung. Chính xác, nhưng mà phải như thế thì người dùng bình thường ấy thì người ta mới có thể thích được. Đúng. Đó. Còn những cái anh em nào mà kiểu thích hardcore, thích những cái raw material ấy, mùi như là những cái nốt hương thô các thứ thì không, đấy không phải là cái em hướng đến. Và vừa rồi thì bọn tôi cũng đã có một khoảng thời gian chắc là ngồi trao đổi vừa đủ để cho mọi người hiểu hơn rằng là thứ nhất là không, mọi người sẽ gặp lại mình sau một quãng thời gian khá là dài và với một cái vai trò cực kỳ mới và một cái không gian mới. Không gian này thì ở Hà Nội bao nhiêu nhỉ? Số 95H Lý Nam Đế. Ở đây thì có tôi liếc mắt nhanh chắc cũng được khoảng tầm mấy chục thương hiệu. Hơn chứ. Magellan, Lid nhá. Lid cũng là bên Nosen phân phối và đợt trước thì tôi làm review con Study rồi. Đúng rồi. Ngoài ra thì còn những thương hiệu gì không? Có Magellan này, có Lid này, có Regime de Fleur này, có Goti này. Có gì nữa nhỉ? Đợt tới sẽ có thêm hai brand mới nhá. Đợt tới sẽ có thêm hai brand mới nữa. Cái đấy thôi tiết lộ sau. Dành cho những bạn nào. Thứ hai là còn nhiều lắm. Ở đằng sau cái trước mặt của tôi đây là một cái kệ nó cũng khá là nhiều thương hiệu luôn. Nhưng mà thôi để cho bạn nào đến trải nghiệm sau. Rất mong là sau clip này thì các viewer của anh Kiên sẽ có một cái góc nhìn mới hơn về nước hoa. Và hy vọng là Nosen sẽ là một cái làn gió mới dành cho các bạn. Một không gian mới để trải nghiệm. Một cái không gian mới để các bạn đến trải nghiệm. Tại vì như mình có nói rồi đấy, cái điểm khác biệt cũng như là cái điểm mạnh nhất của bọn mình ấy là nó đến từ cái cách mà bọn mình chọn sản phẩm. Nó mang tính phong cách sống rất nặng, chứ nó không đặt nặng quá nhiều vào câu chuyện là phải bám tỏa, phải mùi hương, nguyên liệu, phải thế này, phải thế kia đâu. Cho nên là cái tính ứng dụng là cái mà mình đặt lên hàng đầu. Thực ra đến đây bạn sẽ giải quyết được vấn đề là bạn sẽ tìm được mùi hương đúng phong cách của các bạn. Chính xác rồi. Chứ không phải là bạn tìm mùi hương để bạn đi theo phong cách đấy. Bạn sẽ tìm được thứ nó phù hợp với phong cách của bạn, cái mà kênh tôi luôn truyền tải với mọi người. Chính xác rồi. Đấy, nên là chắc chắn đây sẽ là một cái nơi khá là thú vị để cho các bạn nào có cái xu hướng là đi trải nghiệm mùi hương. Đúng rồi. Ở Hà Nội thì các bạn có thể trải nghiệm qua, có thể ghé qua. Mà khi mà đến với cả Nosen thì không chỉ được ngửi nước hoa không đâu. Tất cả những sản phẩm liên quan đến mùi hương không gian các bạn sẽ được trải nghiệm hết. Cho nên là đến là thử thoải mái, không phải lo vấn đề là chỉ xịt lên giấy nhá. Cho xịt lên da luôn. Xịt lên da để test luôn. Đấy. Sợ các bạn là không đủ da đâu chứ. Nước hoa ở đây là biển. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video lần này, một cái video talk chắc là vui vẻ thôi. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ tìm được những nơi có những thương hiệu mới để có thể giới thiệu cho các bạn, để bạn nào
kiểu muốn tìm một cái làn gió thực sự mới và tìm hiểu những câu chuyện đằng sau của những thương hiệu, và kể cả việc là những bên phân phối người ta đã mang nó về khó khăn như thế nào để có thêm những cái lựa chọn hay ho và thú vị hơn dành cho những người Việt. Thì các bạn có thể thể hiện tình cảm của các bạn bằng việc like, share và ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn subscribe về kiến, là subscribe kiến các bạn nhé. Những thông tin của Nosen hay là về thông tin của mình thì mình cũng sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video để cho các bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Bây giờ thì xin phép cho mình được nghỉ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you.